Kính thưa các đồng chí chủ trì phiên họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Một lớn, một số vấn đề chung. Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Dự thảo luật phù hợp với các nghị quyết, văn kiện của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và cơ bản tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, để đảm bảo tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật, đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục rà soát các luật có liên quan, nhất là các luật trong lĩnh vực tư pháp, để đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Hồ sơ dự án luật đã được Tòa án Nhân dân tối cao chuẩn bị công phu, cơ bản đáp ứng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thảo luận. Hai lớn, các vấn đề Tòa án Nhân dân tối cao xin ý kiến. Một, về nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp khoản 1 điều 3. Đa số ý kiến Ủy ban Tư pháp tán thành cần quy định nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp trong dự thảo luật với lý do Hiến pháp năm 2013 quy định Tòa án Nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Nhưng từ đó đến nay, nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp chưa được cụ thể hóa nên chưa được hiểu thống nhất. Quy định nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp để thể chế hóa Nghị quyết 27 và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát khoản 1 điều 3 dự thảo luật để quy định đầy đủ, cụ thể nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp, đảm bảo sự liên thông, kết nối với các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án tại khoản 2 điều 3 dự thảo luật. Một số ý kiến cho rằng, luật tổ chức Quốc hội và luật tổ chức Chính phủ không quy định nội dung quyền lập pháp, quyền hành pháp. Khi xây dựng và ban hành Nghị quyết 27, Ban chấp hành Trung ương Đảng không đưa nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp vào nghị quyết. Việc làm rõ nội dung Tòa án thực hiện quyền tư pháp là vấn đề lớn, phức tạp, có liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án Nhân dân và các cơ quan tư pháp khác, nhưng vẫn chưa có sự thống nhất cao, do đó đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo luật, mà cần xác định nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Tòa án để quy định cho phù hợp và có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. 2. Về điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với dự thảo luật. Theo đó, đối với vụ án hình sự, việc khởi tố, điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra và viện kiểm sát thu thập trong hồ sơ vụ án. Sau khi đã kiểm tra làm rõ tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để ra phán quyết về vụ án. Nếu thiếu chứng cứ hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm thì tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đối với vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nghĩa vụ thu thập chứng cứ và chứng minh thuộc về đương sự, tòa án không có trách nhiệm thu thập chứng cứ, mà chỉ hướng dẫn yêu cầu các đương sự thu thập chứng cứ với lý do, theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, thì tòa án chỉ tiến hành thu thập chứng cứ trong trường hợp nhất định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của nước ta. Theo đó, đối với vụ án hình sự, nếu tại phiên tòa phát sinh vấn đề cần xác minh thu thập, bổ sung chứng cứ thì tòa án tạm ngừng phiên tòa để thực hiện. Vụ việc dân sự, vụ án hành chính thì tòa án chỉ thu thập chứng cứ nếu đương sự không thu thập được và có yêu cầu. Việc thu thập chứng cứ ở nước ngoài thì tòa án thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thu thập. Nghị quyết 27 yêu cầu nghiên cứu làm rõ những trường hợp tòa án thu thập chứng cứ trong hoạt động xét xử. Do đó, đề nghị quy định những trường hợp tòa án thu thập chứng cứ để thể chế hóa Nghị quyết 27 và phù hợp với điều kiện của nước ta. 3. Về Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia, chương 3, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với dự thảo luật với lý do Hiến pháp năm 2013 không quy định về Hội đồng Tư pháp quốc gia. Khi xây dựng và ban hành Nghị quyết 27, Ban chấp hành Trung ương Đảng không đưa nội dung thành lập Hội đồng Tư pháp quốc gia vào nghị quyết. Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia được thành lập theo luật hiện hành và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, không cần thành lập Hội đồng Tư pháp quốc gia mà giữ nguyên quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu bổ sung một số nhiệm vụ quyền hạn
để hội đồng này hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo độc lập giữa các cấp xét xử, phù hợp với thể chế chính trị của nước ta. Có ý kiến đề nghị thành lập Hội đồng Tư pháp Quốc gia nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế để khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp tòa án là quan hệ hành chính, đảm bảo độc lập giữa các cấp xét xử và độc lập của thẩm phán, hội thẩm khi xét xử, theo tinh thần nghị quyết 27. 4. Về việc đổi mới Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử, khoản 1, điều 4. Đa số Ủy ban Tư pháp không tán thành với dự thảo luật với lý do việc đổi tên gọi chỉ là vấn đề hình thức, chỉ thay tên gọi mà không thay đổi nội dung. Các tòa án này vẫn gắn với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh và giữ nguyên về thẩm quyền xét xử. Việc thay đổi này dẫn tới không tương thích với tổ chức các cơ quan tư pháp khác ở địa phương, phải sửa đổi nhiều luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phát sinh chi phí tuân thủ. Do đó, đề nghị giữ tên gọi của các tòa án này như luật hiện hành đang quy định. Một số ý kiến tán thành với dự thảo luật để thể chế hóa nghị quyết 27, việc đổi mới các tòa án nêu trên khẳng định đúng bản chất để đảm bảo tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử. Quan hệ giữa các tòa án là quan hệ tố tụng, không phải là quan hệ hành chính và đảm bảo nguyên tắc độc lập giữa các cấp xét xử. Việc đổi mới các tòa án không ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của cơ quan dân cử và sự phối hợp công tác với các cơ quan tư pháp cùng cấp. Ba lớn, các vấn đề quan trọng khác của dự thảo luật về nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án. 1. Bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của tòa án. Dự thảo luật bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của tòa án, giải quyết xét xử vi phạm hành chính theo quy định của luật, quyết định những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của luật. Ủy ban Tư pháp tán thành quy định của dự thảo luật để thể chế hóa nghị quyết 27. Với quy định này, tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được luật hiện hành quy định. Ngoài ra, tòa án sẽ thực hiện nhiệm vụ khác khi được luật giao và đảm bảo tính khả thi phù hợp với nguồn lực của các tòa án. Dự thảo luật quy định bổ sung nhiệm vụ quyền hạn, giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử. Đa số Ủy ban Tư pháp đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo luật với lý do Điều 21 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành nghị quyết để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử. Thẩm quyền này của Hội đồng Thẩm phán đã được thực hiện ổn định từ trước đến nay. Việc phân tích làm rõ lý do áp dụng quy định pháp luật trong bản án quyết định để giải quyết vụ việc cụ thể thực chất chỉ là hoạt động áp dụng pháp luật có tính chất nghiệp vụ trong xét xử. Quy định như dự thảo luật dễ gây nhầm lẫn sang thẩm quyền giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một số ý kiến tán thành với dự thảo luật với lý do trong các cơ quan tố tụng, chỉ duy nhất tòa án có quyền phán quyết một người có tội hay không có tội và phán quyết các tranh chấp. Tòa án có trách nhiệm giải thích rõ trong bản án quyết định lý do lựa chọn quy định cụ thể của pháp luật để giải quyết vụ việc. Đây là hoạt động giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử và được thực hiện từ trước đến nay. Việc tòa án giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử không trùng lẫn xung đột với thẩm quyền giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Về không quy định tòa án có nhiệm vụ quyền hạn ra quyết định khởi tố vụ án. Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với đề xuất của Tòa án Nhân dân tối cao về nội dung này. Việc khởi tố điều tra truy tố là trách nhiệm của cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Tòa án là cơ quan xét xử. Nếu tòa án khởi tố vụ án, sau đó lại xét xử vụ án đó thì có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, vô tư trong quá trình xét xử. Có ý kiến đề nghị kế thừa quy định của luật hiện hành để quy định trong dự thảo luật nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng xét xử khởi tố vụ án tại phiên tòa, góp phần thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các cơ quan tư pháp và để tòa án thực hiện đầy đủ đúng đắn quyền tư pháp. 2. Về không tiến hành điều tra, thanh tra đối với hoạt động xét xử, giải quyết vụ án đang trong quá trình tố tụng. Đa số ý kiến Ủy ban Tư pháp đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo luật với lý do việc tiến hành hoạt động điều tra, thanh tra không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật tổ chức Tòa án Nhân dân. Mặt khác, khi tiến hành điều tra và thanh tra đều phải tôn trọng nguyên tắc, thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, không can thiệp vào việc xét xử của tòa án. Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định khi có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố vụ án, khi đã khởi tố thì phải điều tra để làm rõ người phạm tội. Luật thanh tra cũng quy định khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải ra quyết định thanh tra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét.
có ý kiến tán thành với dự thảo luật bởi vì việc thanh tra điều tra khi vụ án đang trong quá trình tố tụng có thể ảnh hưởng đến nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết vụ án. Trường hợp thẩm phán có vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 3. Về cơ cấu tổ chức của Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp nhận thấy, theo Nghị quyết số 956 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì bộ máy giúp việc của Tòa án tối cao gồm có 14 đơn vị, không có đơn vị sự nghiệp công lập khác. Với tổ chức bộ máy và các đơn vị giúp việc như hiện nay, về cơ bản Tòa án tối cao đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do đó đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo luật, đảm bảo không tăng đầu mối theo yêu cầu Nghị quyết 39 và Nghị quyết 18 của Đảng. 4. Về đề xuất thành lập các vụ tại Tòa án Nhân dân cấp cao Điều 51, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành dự thảo luật quy định trong cơ cấu tổ chức của Tòa án Nhân dân cấp cao có các vụ trên cơ sở tổ chức lại các phòng giám đốc kiểm tra của các Tòa án Nhân dân cấp cao cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị đang thực hiện và tương thích với bộ máy của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao. Đối với đề xuất thành lập đơn vị tương đương cấp vụ tại Tòa án Nhân dân cấp cao, hiện nay tại Tòa án Nhân dân cấp cao không có đơn vị này. Tờ trình của Tòa án tối cao cũng chưa nói rõ sự cần thiết thành lập đơn vị này, do đó đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo luật, đảm bảo không tăng thêm đầu mối theo nghị quyết của Đảng. 5. Về Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành quy định trong tổ chức Tòa án Nhân dân có Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt để giải quyết một số loại việc có tính chất đặc thù đòi hỏi chuyên môn hóa cao, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của tòa án, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Khi thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt cụ thể thì phải lập đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Việc thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt phải phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo Quốc hội rõ thêm về việc thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt cụ thể, số lượng và địa hạt pháp lý các tòa án này quy định ngay trong dự thảo luật các Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, chỉ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về số lượng, phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ tòa án này. Việc quy định trong tổ chức Tòa án Nhân dân có Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt cần có ý kiến của cấp có thẩm quyền. 6. Một số vấn đề liên quan đến thẩm phán. Về tuổi bổ nhiệm thẩm phán, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành bổ sung quy định về tuổi để bổ nhiệm thẩm phán trong tiêu chuẩn bổ nhiệm thẩm phán từ đủ 28 tuổi trở lên. Việc quy định này đảm bảo cho người được giới thiệu bổ nhiệm thẩm phán có đủ thời gian hoàn thành các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định của luật này, trong đó có thời gian công tác pháp luật từ 5 năm trở lên. Vấn đề này được thực hiện lâu nay, cần luật hóa. Về điều kiện bổ nhiệm thẩm phán đối với người do cơ quan tổ chức có thẩm quyền điều động đến để làm lãnh đạo tòa án, Ủy ban Tư pháp tán thành với dự thảo luật, với quy định trường hợp đặc biệt người chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 điều 95 của luật này được bổ nhiệm làm thẩm phán nếu được cơ quan tổ chức có thẩm quyền điều động đến làm lãnh đạo Tòa án Nhân dân sơ thẩm, Tòa án Nhân dân phúc thẩm. Như vậy, người được cấp có thẩm quyền điều động đến làm lãnh đạo tòa án thì không phải qua đào tạo nghiệp vụ xét xử theo quy định tại khoản 4 điều 95. Quy định này sẽ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn hiện nay và đảm bảo công tác cán bộ của Đảng. Về bố trí thẩm phán công tác tại Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp tán thành với dự thảo luật quy định tại Tòa án Nhân dân tối cao có thẩm phán nhằm tăng cường năng lực, kinh nghiệm thực tiễn cho các vụ chuyên môn của Tòa án tối cao để tham mưu giúp việc cho Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao, tham mưu cho lãnh đạo Tòa án tối cao giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm, tham gia xét xử tại tòa án khác phù hợp với bậc thẩm phán đang đảm nhiệm. Quy định này sẽ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn của ngành Tòa án Nhân dân. Về nhiệm kỳ của thẩm phán, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với dự thảo luật. Thẩm phán là chức danh tư pháp, không phải là người giữ chức vụ, được bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ xét xử và các nhiệm vụ khác của Tòa án Nhân dân. Dự thảo luật quy định nhiệm kỳ của thẩm phán nêu trên để thể chế hóa nghị quyết của Đảng, tăng cường tính độc lập của thẩm phán khi xét xử và để thẩm phán yên tâm công tác. Về ngạch bậc thẩm phán Tòa án Nhân dân, đa số ý kiến tán thành về ngạch bậc thẩm phán như dự thảo luật với lý do phù hợp với tính chất đặc thù công tác tòa án, phù hợp với khối lượng công việc của tòa án các cấp đang đảm nhiệm giải quyết, khắc phục vướng mắc bất cập hiện nay trong việc điều động thẩm phán từ tòa án cấp này đến tòa án cấp khác làm nhiệm vụ công tác, bảo đảm chế độ chính sách để thẩm phán yên tâm công tác, tránh tâm lý của người dân
không thực sự yên tâm khi cho rằng thẩm phán sơ cấp hoặc trung cấp giải quyết công việc của họ. Thẩm phán được xem xét để nâng bậc, không phải qua kỳ thi nâng ngạch thẩm phán. Một số ý kiến không tán thành với dự thảo luật với lý do quy định này chưa đảm bảo sự phân hóa về tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các ngạch thẩm phán, chưa phù hợp với quy định về ngạch của luật cán bộ công chức, chưa đồng bộ với các chức danh tư pháp của cơ quan điều tra, viện kiểm sát. Cơ quan soạn thảo chưa xây dựng được phương án toàn diện chuyển từ ngạch thẩm phán sang bậc thẩm phán, nhất là sắp xếp thẩm phán theo bậc để tham gia xét xử tại từng cấp tòa án, đồng thời chưa làm rõ cơ sở quy định bậc thẩm phán, do đó đề nghị giữ như quy định của luật hiện hành về các ngạch thẩm phán. Về số lượng thẩm phán, bậc thẩm phán tại mỗi cấp tòa án, tại quyết định số 76 năm 2022, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026. Quyết định này không quy định số lượng thẩm phán trong tổng biên chế của các tòa án. Theo quy định của luật hiện hành, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng thẩm phán các tòa án, trừ thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, và cơ cấu tỷ lệ ngạch thẩm phán tại mỗi cấp tòa án, do đó đề nghị kế thừa quy định này của luật hiện hành để quy định theo hướng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng thẩm phán tòa án các cấp, trừ thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, bậc thẩm phán tại mỗi cấp tòa án, cơ cấu tỷ lệ bậc thẩm phán tại mỗi cấp tòa án. Kính thưa Quốc hội, trên đây là tóm tắt báo cáo thẩm tra về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Ủy ban Tư pháp xin kính trình Quốc hội xem xét quyết định. Xin cảm ơn Quốc hội.